Xem tử vi tuần Tuổi Dần trong năm 2022 chi tiết. 1. Tử vi năm 2022 đối với Tuổi Dần sinh năm 1962. Bước sang năm 2022, những người tuổi Nhâm Dần đa phần đều đã đến độ tuổi nghỉ hưu. Có thể ban đầu khi phải rời xa vùng quê quen thuộc, bản mệnh sẽ cảm thấy không quen, buồn tay buồn chân và chán nản vì không có việc gì để làm. Nhưng sau một thời gian, đương số sẽ cảm thấy mình được nhàn hạ, không còn phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ ngược xuôi. Cũng có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và dành cho gia đình hơn. Vậy nên trong năm cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Hãy làm những việc mà mình thích để cuộc sống hàng ngày thêm phần thú vị, chẳng hạn như bầu bạn với bạn đời, giúp con cái chăm sóc trẻ, chăm sóc cây cối vườn tược trong nhà. Những hoạt động nhẹ nhàng này sẽ làm cho cuộc sống trở nên đầy màu sắc, cũng rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giấc ngủ. 2. Xem tử vi năm 2022 của Tuổi Dần sinh năm 1974. Người tuổi Giáp Dần do gặp lưu niên thái tuế nên vận khí trong năm Nhâm Dần 2022 không được lý tưởng. Đặc biệt ở phương diện sự nghiệp, bản mệnh rất dễ rơi vào tình huống bị cô lập, chèn ép hoặc những việc bất công trong tập thể. Đương số vốn tính bộc trực, thẳng thắn, đôi khi thiếu đi sự uyển chuyển và mềm dẻo trong các mối quan hệ. Chính điều này dẫn đến những khúc mắc tại nơi làm việc khiến mọi chuyện càng trở nên rối ren. Bên cạnh đó, gia đạo có nguy cơ bất ổn do những cám dỗ bên ngoài khá lớn. Nếu bạn không chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác phái, sẽ rất dễ dẫn tới đổ vỡ hôn nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe, hạn chế sử dụng đồ kích thích như rượu, bia, thuốc lá, nếu không sẽ rất gây hại cho cơ thể. 3. Xem tử vi năm 2022 của Tuổi Dần sinh năm 1986. Trong năm 2022, những người tuổi Bính Dần đang ở độ tuổi chính. Nhưng vì năm tuổi nên các phương diện khó được suôn sẻ như mong muốn. Không chỉ công việc bất lợi mà áp lực kinh tế cũng rất lớn. Một số người dễ gặp thất bại trong việc đầu tư, kinh tế rơi vào khủng hoảng, thậm chí phải gánh những khoản nợ lớn. Để giảm thiểu gánh nặng về kinh tế, đương số phải duy trì lý trí và sự tỉnh táo, đừng bao giờ mù quáng chạy theo xu hướng mà phung tiền đầu tư bừa bãi. Nên tiết chế trong chi tiêu hàng ngày, không mua những món đồ vượt ngoài khả năng chi trả của mình. Bản mệnh không nên mải mê với công việc và kiếm tiền mà bỏ bê gia đình. Nếu vợ chồng xảy ra tranh cãi, nên nhường nhịn một chút cho êm cửa, êm nhà. Mâu thuẫn gay gắt đến đâu cũng có thể giải quyết khi cả hai đều bình tĩnh. 4. Tử vi năm 2022 cho Tuổi Dần sinh năm 1998. Những người tuổi Mậu Dần đã bước sang tuổi 25 trong năm 2022. Hầu hết các bạn ở độ tuổi này đều bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm tiền và vấp hơn rất nhiều. Cái tôi của người trẻ tuổi rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội tiểu nhân làm ảnh hưởng tới sự nghiệp. Cần đặc biệt lưu ý về vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm tới chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đừng hở trúc là cãi nhau, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình cảm giữa hai người. 5. Tử vi năm 2022 cho tuổi Dần sinh năm 1950 và sinh năm 2010. Xem tử vi tuổi Dần năm 2022, đây là năm đánh dấu những bước trưởng thành mới trong nhận thức của người tuổi Canh Dần.
Nãy con đọc này là đâu sai đâu. 5. Tử vi năm 2022 của tuổi Dần sinh năm 2010. Xem tử vi tuổi Dần năm 2022, đây sẽ là năm đánh dấu những bước trưởng thành mới trong nhận thức của các bạn tuổi Canh Dần. Ở độ tuổi 13 cũng là tuổi mới lớn, con giáp này bắt đầu bộc lộ cái tôi rõ hơn, trở nên ngang bướng, không thích bị cha mẹ quản thúc quá nhiều. Không ít bạn có thể làm ra những hành động nổi loạn, nghịch ngợm khiến cha mẹ buồn lòng. Thậm chí, không cẩn thận còn xảy ra xung đột, xô xát với người khác dẫn tới bị thương, đổ máu. Trẻ tuổi Canh Dần nên chú ý ngôn hành, cử chỉ của mình. Ghi nhớ lời cha mẹ dặn dò, đừng a dua, đua đòi, làm bậy, làm liều. Các bậc làm cha, làm mẹ cũng cần quan tâm sát sao đến những bạn trẻ ở độ tuổi này, để không xảy ra những sự việc đáng tiếc. Xem tử vi năm 2022 cho người tuổi Dần qua các tháng trong năm. Tháng 1 năm 2022, công việc bận rộn, suy nghĩ quá nhiều, thành ra lao lực, tuy nhiên công danh sáng, gặp quý nhân phù trợ cho việc làm ăn. Tháng 2 năm 2022, áp lực công việc lớn nhưng được đồng nghiệp trợ giúp, tiền bạc tiêu pha nhiều, có lộc về kinh doanh đầu tư. Tháng 3 năm 2022, tinh thần bất ổn, sức lực hư hao, đề phòng ngã bệnh, công việc làm ăn không như ý, có dấu hiệu cản trở, phá hoại. Tháng 4 năm 2022, cục diện tương phá tác động, đề phòng bị mất cấp hoặc lừa gạt. Ngoài ra, chú ý an toàn cháy nổ, tránh hỏa hoạn, khả năng có thể xuất hành đi xa, đi công tác hoặc đi học. Tháng 5 năm 2022, quý nhân tam hợp nâng đỡ, công việc suôn sẻ hơn, nhìn thấy cơ hội thăng tiến, cần chủ động nắm bắt, tài lộc khá nhưng hao tốn nhiều cho gia đình, người thân. Tháng 6 năm 2022, kinh doanh buôn bán phát đạt nhưng đề phòng tranh chấp kiện cáo pháp luật, sức khỏe giảm sút, chú ý đi lại kẻo bị té ngã hoặc gặp họa huyết quang. Tháng 7 năm 2022, gặp cục diện tứ hành xung, vận khí giảm sút, báo hiệu một tháng nhiều biến động, thậm chí biến động mạnh nhất trong năm, hành sự thận trọng, chú ý từng lời ăn tiếng nói. Tháng 8 năm 2022, xôi khí dần tan, các khí tới, đương số đón tin vui về tiền bạc, đầu tư sinh lời, có điều chú ý bệnh cũ tái phát. Tháng 9 năm 2022, nhị hợp nâng đỡ, hỗ trợ mạnh cho công việc làm ăn, có cơ hội tăng thêm thu nhập hoặc nâng cao vị thế cá nhân. Tháng 10 năm 2022, tiền đến rồi đi, kiếm cũng được khá nhưng tiêu pha cũng nhiều, đề phòng bị mất trộm tiền của. Tháng 11 năm 2022, tập trung tiền bạc cho công việc làm ăn hoặc xây sửa nhà cửa, sức khỏe tốt, ốm đau, gặp thầy, gặp thuốc, nhanh khỏi. Tháng 12 năm 2022, chuyện tình cảm có tiến triển sau thời gian bị ngăn cản, tiền bạc tiêu hao cho người thân, bạn bè.